này nhiều sao lắm mọi người ơi. Này liếm nhiều sao lắm. Vì em Sơn, anh chơi với ranh gì đó. Anh em xem like mình xin là thích like nhé anh em ơi. Nguyễn Quốc Việt, thế làm người yêu của anh em X sinh năm 99. Cái gì? Thế làm người yêu của anh em đi sinh năm 99 là thôi tha đi em. Yêu đương cái gì tầm này, nhà bao việc. Hiểu bằng, em ơi. Hùng hùng over, mình muốn vào gắng bạn không gắng tim được không? Thôi đi. Mệt mỏi mấy ông này ghê không? Em có để ý tên không? Chị không để ý tên của nó ấy. Không phải bộ này rồi. Không phải, thế Nguyễn là Khôi, chỉ là một sự trùng hợp thôi à? Nhưng mà nó pick giống vậy. Lại còn Zena nữa. Pick giống nhở? Zip. Hình như là cũng Zip, lúc nãy cũng Zip với Zena mà phải không? 75. Đổi sông lên. Giống tim rồi. Giống y hệt tim nãy á. Đó. Vãi, trùng hợp vãi đái là tim nó pick giống y hệt tim nãy mọi người. You will be mine forever. Hình như ra ta đi cướp bùa đỏ hay sao ấy. Chuồng tràn xoan. Chị Ngọc ơi, bằng. Anh chào em chào lại anh đi. Chào Trinh Trần Xuân nhá. Trần Xuân Trương nhá, nói liên tục em. Cái gì còn Zena nữa. Nguyễn Quốc Việt, anh của em đẹp trai lắm, chơi game cũng hay lắm. Mặt cười lộn ruột. Đẹp trai có mài ra ăn được đâu. Khoe đẹp trai nữa. Cao Nguyễn Quốc Việt, mà chị ở đâu vậy à? Đang ở Hưng Yên mọi người. Địch đường xây gia biến mất. Rồng chưa xuất hiện. Chỉ cần mở em, một lòng tranh thôi. Tìm biển tướng y như trận trước luôn chị. Ừ, y như luôn mà. Hiểu bằng, em ăn gì chơi được mà này. Liếm nó luôn. Nguyên rồi Zena nữa. Chơi gà thì im đi, lúc nào cũng kêu gánh. Kìa. Má, nó ăn được mình rồi kìa. Cả team không ai chết, mỗi mình chết luôn. Không được quá. Khổ vậy. À, tôi không sao, coi như mình hy sinh miếng đội thôi. 1-1-3 không hề tệ con. Cái KD không hề tệ nhá. Hiểu bằng, em ăn gì mà xinh đáng vậy? Cái nha. Tấn em, tìm BNP tướng y như trận trước luôn chị. Ừ, chị biết rồi. Má, đúa. Cay thế nhở? Huỳnh Tấn Thức, lên mù vàng sách trước em. Thành Thi Lê, bưởi bự quá chạy không nổi. Chơi nó đi em. Nhanh hơn thằng Gata xuống này. Hiểu bằng, em ăn gì mà xin gái thế còn cay. Nữa.
Đúng không? Hay là team lúc nãy đấy, thề luôn ấy. Hay là team lúc nãy đây. Sao đen về Mỹ? Thề luôn á. Nay quên, nay chơi game quên tắp gương vì sao đen váy cứ. Con này có cánh sao không bay được chị Ngọc. Cái này nhìn phải gọi hỏi Arena em chứ chị chịu, chị bó tay rồi. Bó tay chấm com. The iron defense line has disappeared. Send in the ballista. Vua được đâu? Ân Thúy, vu bu qua. Trông kia, sáng tới nơi rồi mà mấy ông vẫn chăm xem like. Giờ ta kìa. Bay nữa à? Không bay. Vũ rồi người. mày bay trận trước. Giống y xì mà. Trông kia, không lo đi ngủ. Đây giống chơi mày nữa. Shall we enter a covenant? You will be mine forever. Mẹ con bà nhà Zip nữa. Chuồn chan xoan, quốc được làm quản trị viên. Xỉu luôn anh em ơi. Hello chị yêu. Không ăn được đâu, không ăn được đâu, no lắm. Kìa hay kìa Khang, hay kìa. Thích cả khỉa. Bưởi chị là bưởi gì mà to thế? Mệt mỏi lắm. Con mệt lắm. Con mệt mỏi lắm mẹ à. Ô kìa. Trời ơi, chưa đủ đam giết người anh em ạ. Giang Nguyễn, để lại chiêu hai đánh ra ta cho khỏi bay luôn đi em ơi. Mẹ thằng ra ta kìa. Tiếc thế nhở. Ui, nó biến về mất tiêu. Đức ơn Hương Sơ xem mà ngủ quên luôn vãi cả loèn thiệt. Vãi à, ngủ quên. Dung nung nung nung. Nghe cái giọng của mình ỉa chảy như này mà ngủ được quên à bạn. Thế là khét đấy. Trần Hoàng Khải, Lộc Ben 15 phút thôi em, mấy đứa em còn nhỏ. Huỳnh Tấn Thức, lên sách trước là chim bên nó chết. Anh Khải giúp kinh nghiệm à? Anh Khải đang muốn làm quản trị viên lại thế. Biết mà. Anh Khải cay lắm, bị kích quản trị viên cay lắm. Mất ngủ luôn. My loyal subjects, heed my call. Tới rồi đời. Ui dồi ôi, sấy đau thế. Ai sấy đau ấy nhở. Ngọc Hải Ung, bảng Ngọc sao đó em ơi. Bảng Ngọc như bình thường thôi. It's mine now. Đợi đó lộ sai ra là tốc biến dồn chiêu mình. Our mình middle lane tower is under attack and Slayer have evolved. Ôi, chúng cái thằng này. Trần Hoàng Khải, ôi trận sau vào chơi được không hiệu lộc vào. Tha đi. Em chỉ đi 2 thôi. Không đi 5 nữa đâu anh Khải, ngày nào cũng thế. Nào, ra đây ăn mình nè. Chú ăn King Kong luôn nha. Giang Nguyễn, ăn mình bất giang đi. Về đây chị hết máu rồi. Gấu cay lắm, gấu không ăn được cay lắm. Dụ thôi. Khang đánh ghê nhá. Khang xin lỗi, đánh chất phết nhá. Trần Hoàng Khải, bèn kẻ lập dị cho anh Lộc.
Follow me into the endless abyss. The Slayer has been defeated. It's mine now. Nào bây giờ dình thằng AD thôi. Bình tấn thức lên kiếm cung yêu thương này đâu. Trần Bình đấy, mặt cười chảy nước. Shall we enter a covenant? You will be mine. Ma, con này lâu quá. Trần Hoàng Khải, mà em Ben mấy phút đấy, 15 phút thôi nha. Ăn lâu quá. Dark Slayer has been summoned. Trận này còn thua nữa thì xóa game nhá, nghỉ đi. Chơi bời gì nữa. Đợi có tốc biến đánh cho nó tự tin. Nguyễn Thư, này đi à? Đọc cho chơi với, mặt cười chảy nước. Hết giờ nốt rồi. Ui ra tao rồi. Má, mình không để ý được ra ta, cay đấy nhở. Cú là trời. Chuồng tràn xoan. Ừ chị óp đi để em đi ngủ. Ngủ gì em? Ít ra cũng phải like được 2-3 tiếng mới óp được. Mới được có 2 tiếng. Like tầm tiếng thôi anh em. Giờ thì mình không thiếu nhiều đâu. Nhưng mà kiểu muốn like. Công chủ. Hôm nay là bao nhiêu đó? Hôm nay là 27 rồi. Like tầm 12 giờ. Nguyễn Thư, tìm ganh rồi kia. Còn 5 hôm nữa cơ. À đâu còn 4 hôm nữa cơ. Trần Hoàng Khải, Mỹ Huyên nhanh anh làm việc. Thôi anh Mỹ, tha cho em đây, em không cho anh vào đâu. À anh Khải, em không cho anh vào đâu. À! Thua bây giờ. Ao nhây, ao nhây. Đúng rồi. Hay rồi. Nguyễn chạy luôn. Hello chị Ngọc. Thái Nguyên nha, hay rồi, win rồi. Ôi bây giờ. Thằng Zena nó chiều nó không miễn hoài, không hôn hít được gì. Đây vậy. Scu về đi. Scu thể hiện nữa. Tắt like thôi, lấy xe lên bờ hồ hóng gió hâu hâu. Thôi cứ mấy ông cháu lớn rồi ai ra như thế đó. Chú ý làm như mình thèm thuồng lắm hay sao ấy. Mỹ ác vừa vừa thôi Mỹ, mẹ dồn hết chiêu để ăn rồi cũng cay ét nữa. Thủ cao lên. Yuka phải nghĩ để ăn được tao. Đến giờ gáy rồi. Trần Hoàng Khải, gặp anh coi chừng nhà Mỹ. Đến giờ gáy rồi. Nãy giờ mình chưa lên được gì huấn mọi người, mình khổ quá. Đức ơn, làm quả tóc xanh khói ăn lễ Ngọc ơi. Thôi tha đi. Người lớn rồi ai nhuộm tóc nữa. Trưởng thành rồi. Ông Cóc nào vừa đi máy bay vừa chơi game à? Khói thế, à cái gì? Gió thế. Cái đầu ơi là cái đầu. Duy Hương Triệu, tâm hồn đẹp. Zena nữa. Nothing can stop me. Phạm Gia Đạt, Đạt Villa được Che Châu Tiểu học donate cho 400 triệu chào chị. Với cả đại. Chào Đạt 09 nha. Thái Sa Len ít cho hỏi mỗi bên năng bao nhiêu cân. 20
Hay ôi. Chiêu cuối sẵn sàng. It's mine now. Cần hỗ trợ. Không thỏa được đâu. Dương Quang Minh, chị Ngọc Bêu Ú. Ok. Enemy double kill. Chơi luôn nào. Mà sợ nữa. Để luôn win and dead rồi. Thủ cao lên. Trần Hoàng Khải, sẵn tới trước nào gặp thì thôi. Ok cái. Vai cả đái à Zip. Cay thế nhở, nãy bắn chủ là win rồi đây. Đéo giết được thằng này anh em ạ. Chú ý xe à, không phải. Chú ý xe bây giờ hai thằng bách đo là win được rồi. Nhưng hôm qua quê ở đâu mà xinh thế? Quê ở đâu liên quan đến xinh trời. Mình quê ở Hòa Bình nhá mọi người, nhưng mà hiện tại mình đang sống tại Hưng Yên. Our middle lane tower is under attack. Nhưng mà cay sơ cũng được. Cần hỗ trợ. Khải, à cái gì? Mỹ lên với nó đi. Lên đi. Mắt sợ nữa. À đê đừng chết. Là môn. Hello em Ngọc. Nó chưa pha nha, hay quá. Chú ý xe ra. Win rồi. Ăn cay sơ đi. Tập hợp. Đòi bay. Tập hợp. Bạn đòi bay với ai bạn? Ui xoáy đau quá. Xoáy trụ đê. Đúng quá, nó xoáy đau quá. Không lấy được ba đường kìa. Để luôn. Cái gì? Bạn cứ win đi đã. Sợi. Ăn được. Cay hết. Hay. Ui dồi. Dương Quang Minh, chị Ngọc Bêu Ú. Lấy được mỗi cái dao hồi sinh nó làm gì? Cay hết con cay sơ thì ngon hơn. An ally has been defeated. Shut down. Ô kìa. Hèn quá team mình lính cao hết. Duy Khang, Thảo đồng đội. The enemy infinite slayer is pushing. Otis. Our middle lane tower is under attack. Cần hỗ trợ. Mẹ thằng Zip kìa. Xong rồi. Cay thằng Zip vai. Tấn công chủ. Your tower has been destroyed. Our base tower is under attack. Enemy ultimate. Nhật Linh thua rồi bà khóc. Không được Mỹ ạ. Your team has destroyed the tower. Your tower has been destroyed. Kìa đùn rồi. Our base is under attack. Thua rồi. Má thua luôn anh em. Xóa game. Nghỉ đi. Cái đồ quá. Rồi vậy mà thua. Chịu luôn. Na không bách đo được là người có lính đâu. Chào kỵ nay em trễ. Chào em nhá. Buồn lắm mọi người ơi. Buồn lắm. Khổ lắm. Nhật Linh nghĩ chơi đi. Cứ tưởng là win đến nơi rồi. Cuối cùng vẫn thua. Chịu. Tìm thì xanh với cái đái ra. Má đánh vậy thua nó Mỹ. Thề luôn. Như nào mới win nữa. Mệt mỏi luôn. Ờ. Không nhìn được. Như nào thì mới win nữa. Đánh vậy còn thua rồi chịu ơi. Tại vì chủ, xóa game đi. Cái pha trước ở trên mà đánh cố đánh trụ là win rồi. Không ai đánh trụ mình thì đi con này làm sao mà đánh trụ được. Bye bye.
À, về lên thằng thằng Jim nó cứ bút giáp cho thằng dồn ấy, mình dồn nó không chết được. Cay vậy. Lỗi em chứ sao lỗi em chứ lỗi ai nữa. Cảm ơn chị cho em một sao nhé. Tôi bắn một phát nữa là win rồi. Lại còn vào cảm ơn chị cho em một sao nữa. Cáu lắm em ạ. Có như mẹ vất vả 20 mấy phút giờ vẫn thua game rồi. Ừ đấy, đánh 20 mấy phút công cốc luôn. Chơi game công cốc luôn. Cái đầu Tu Anh, coi mà cay luôn, cứ để thua ngược. Coi cay luôn. Mình cũng cay lắm, mình cũng không muốn thế đâu. Mọi người chuyện xui rủi mà. Mình cũng muốn win đấy chứ. Khổ. Vương và tướng, anh em ai kéo ranh với? Nghệ đẹp nhất cả khu, nghệ đẹp Big It Boo. Đây còn Murat nữa. Tạ Nam, dú to ghê. Tiên gì được ta? Vai ô hay theo nát? Hà Mỹ? Vai ô nhé. Vai ô cho cơ động. Nhược Linh, vai ô vợ người ta cho cơ động. Phạm Gia Đạt, chỉ mẹ có cho em slot đi em gánh cho à? Thôi đi em. Mấy thằng toàn bảo gánh, cuối cùng toàn vào gánh nặng luôn, không có tin được ai hết á. Làm ơn đi thay Vũ Bích Ngọc đi. Mọi người xem like, mình xin lượt tiếp lượt xem like mọi người ơi. Nhất Trung, hello Ngọc. Hello Nhất Trung nhá. Dù bolero, Luca bãi chiến biển tướng đến nơi rồi chị ạ. Ôi tiệc bãi biển xấu lắm. Đánh danh đánh hey. Như đánh danh chiến tướng ấy. Ừ, mùa này đánh chị thấy vất vả vãi cả đái đấy. Sao mùa này nó khó chơi đấy nhở? Mấy mùa trước mình lên tầm 50 sao, một lần 100 sao là chuyện bình thường. Sao mùa này mình thấy nó khó chơi thế, hay là do mùa này mình bị ngu? Trinh Thành Nguyễn, bà Cốc hôm nay xinh thế. Chắc là mùa này bị tập rồi. Hôm nay à xinh, nói gì kỳ vậy? Rồi chung em nhá. Chả hiểu kiểu gì luôn. Mọi mùa đánh game nó dễ mà sao mùa này đánh game nó khó vậy anh em? Xù xoa sầu riêng, mùa này tật à? Mùa này bị khuyết tật rồi. Khổ vãi đái ra. Cảm ơn Nhất Trung 75 sao nhá. Đúng mùa này tật luôn, mấy mùa trước đánh nó dễ, cho lấy đức luận nhá. Mùa này đánh ối dồi ôi luôn, không nghe luôn. Murat top từ 4 sừng. Vai ô nhét vợ người ta. Đi xe máy không chị? Thôi. Lên xem đèn. Đi xe máy xe đấy phải có phóng lợn đi nó mới vui chứ không phóng lợn đi làm gì, đi bộ hơn nhờ chúng em nhá. Chào mừng đến phần win này vô gặp tận. Cha ủ nhiều nản lắm, hộp quá. Chị ơi cho chị. Kiến Huỳnh 75 sao nhá. Sẽ xuất trận sau 5 giây. Bãi cả nó khóa bắp bẩn nên vất vả. À, nói oan vãi đái là chịu luôn á, trả được bắp bẩn miếng nào luôn á. I will do my best. Onward! Thủ cao lên, rút lui. Ủa nó đâu rồi? Hình như nó cúp bồ đỏ rồi sao ấy? Can I kiss the groom yet? Chuồng tràn xoan, em chơi ơ cao mới cày ranh bạch kim còn cây đỏ dái. Tưởng nó có bồ đỏ. Tại vì sao mùa này mình thấy chơi nó khó thế. Đánh mấy sao thôi mà khó như chiến tướng luôn anh em. We'll be spending every single day together. Hộp quá, trận sao có slot cho chơi với. Em 4 mấy à? Em có 3 mấy thì tí cút đi. Để chị đi mình đi. Má mệt luôn. Mười mấy thôi.
Điều tí vào chết bạn bè là biết ngay, tí vào chết bạn bè là biết ngay mà. Chị ơi, thằng Mỹ nói điều lẻ con dao không lố đít nha Mỹ nha. I don't want to get my wedding dress dirty. Our middle lane tower is under attack. Đang tới. Nhất Trung, Ngọc Lai đến chất nha anh em. Vậy là đến chết. Chết rồi thì đào ra ai like cho mọi người xem nữa. Thế hôm nay Melona có like không mọi người? Hôm qua hôm kia mình thấy hình như vẫn like. Hôm nay không biết Melona còn like không? Chơi được Mỹ ơi. Em vào em mở cho chị phát combat. Để mình ăn bùa cho. Tốc được không? Mẹ thằng này nó hơi nhảy ra chứ. Soi con. Không thấy like. Không thấy like á? Không thấy like toàn lắm. Ủa mọi người mồm đi hơi xa như vậy đó. Nguyễn Cương, các ông xem đánh thì ít mà xem vậy thì nhiều. I don't wanna get my wedding dress dirty. Hình như nó xuống đây đúng không? Cần hỗ trợ. Má, được kêu nào luôn trời. Quá đớn đau. Cần hỗ trợ. Vãi, thằng kia ăn hết luôn mà. Phục quá, chịu anh gì vậy chị? Thế chị ối chứ sao giờ? Vãi, cả bướm giết thôi, đèn quá đèn quá. Lily Rosie với Meo Meo like là thấy mặt thằng Bục với Di Khoe luôn. Là sao? Chuồng tràn xoan. Thôi bay em đi chơi game đây, mong một ngày được huy hiệu quản trị viên he he he. Không em, nếu mà nhiệt tình quá chị ngại. Chị ngại chị cũng phải cho kiểm duyệt viên chứ sao giờ. Can I kiss the groom yet? Đủ lên được rồi. Lý Văn Thuyết, người đẹp nuột quá. Có Lý Văn Thuyết nha. Cái đồ ma nhà Muzat nữa. Đang tới. Đi trước đi em. Nhơn. Hộp quà, có ai chơi cho xin một số lần với. Chú ý bộ đỏ kẻ đẹp. Đi vào chú cuối. Đi vào chú cuối nào đây yếu. Xuân Thi Hô, Ngọc Cùng, mặt cười khác người. Mẹ Ngọc Cùng. Xin lỗi ông, thì tôi mà khùng thì trên đời này không còn ai tỉnh táo nữa, thật sự luôn. Phạm Văn Quyết, chị ăn gì mà đẹp dữ vậy? Ở đâu rồi? Hết trên kia. Kia đẩy hay kìa. Ôi chết, con đĩ mẹ lên nhầm đồ rồi.
Cung lên kiếm mất tiêu của anh em ơi. Phục quá. Bye bye. Đừng có cố gắng. Cái xỉu. Má kia đừng biến về liều quái đái đấy. Our middle lane tower is under attack. Tập trung mục tiêu nào. Can I kiss the groom yet? Bướm đau nha. Bướm dồn chiêu hơi thốn. Ôi, mẹ bướm lại dùng chiêu nữa rồi. Ui, mình hết tốc biến chứ. Đồng quá cả team nó luôn. Không được mấy ạ. Kẻ liều mạng, 12 giờ offline thay váy ngủ rồi like tiếp à Trùy ơi. Mãi cả thay váy ngủ rồi like tiếp là người đi em. Người ta ọp là còn thay váy ngủ rồi like tiếp nữa. Mệt mỏi luôn á. Your tower has been destroyed. Nhầm lên nhầm cái kiếm rồi thôi. Không sao. Our dragon lane tower. Ngò quốc thai. Bắn cháy quá. Chưa được bắn miếng nào đâu. Your tower has been destroyed. Tiêu em nhá. Làm gì kích trên đấy vậy? Mỹ làm người đi Mỹ ơi. Thôi đừng lý do nữa em. Đặng Mạnh, anh chào em nha. Chào Đặng Mạnh nha. Chào em nói luôn mà. Nó đang ăn rồng em. I want a house. Vai nổi thật. Chút luôn. Khó quá. Enemy ultimate. Khổ vai. Trời ơi là trời. Cái gì mà mười... Chào Ninh Vũ Phong, cái gì mà 12 giờ ngủ với chồng đâu ra. Mệt mỏi luôn á. Tôi nhiệt Nguyễn nha, cảm ơn nhiệt Nguyễn nha. Các bia dây, mê yô. Nói cho cái phổi tốc biến đã chết tổ. Hay. Đi lên nhầm cái đao rồi mà. Không đủ. Đang thọt tiền. Lên đường. Cứ mút chỉ, mệt mỏi. Đang cũng được kìa. Tim nó có hai thằng trâu. Can I kiss the groom yet? Ố sao mà cả ad nữa. Game bị ảo. Sao lại đi đánh nhau nữa rồi? Đang thiếu người mà. Mà không nhìn ở trên map thiếu người vẫn đánh nhau chịu luôn ấy. Làm ơn đi. Cứ mút chỉ. Mút chỉ đấy. Your tower has been destroyed. Quân quân, giờ này còn like em mờ. Kẻ liều mạng. Cô vợ quốc dân mới trốn chồng đi gánh tin. Vai, không được kìa. Thôi đi. Rút lui. Enemy double kill. Rút lui. Quân quân, má ngủ được giấc rồi. Cứ mút chỉ, khá quá nhỉ. Sợ vãi cả đái lại. Dọn đến đường sông. Ba mày tốt quá. The enemy dark slayer has been summoned. Ta chỉ 92 kìa.
Tà chì đúng không? Our base tower is under attack. Been destroyed. Welcome to my wedding. Your tower has been destroyed. Đám này xanh mấy ông cóc giờ thoát luôn. Can I kiss the groom yet? Our base is under attack. Sơn Hồ, cố lên em. Chỉ biết cố thôi, biết sao giờ. Đừng có để nó ba đường. A house, kids, and dogs, and guns. Nể cái gì em? Thua đời em nơi rồi chị. Ý chết luôn. Ta đã mất hết chủ, đến địch siêu cấp sẽ xuất hiện ở đầu đường. Phạm Trường, lật kèo. Từ từ thôi. Game căng quá chưa. Xuân Thi Hồ, trời gà quá bạn trịch cụ ơi, mặt cười lộn ruột. Mã Xuân Thi Hồ đi chạy nhá. Nà, đẩy lính đi. Rút lui. We'll be spending every single Phạm Tú, lại thua. Đẩy đéo được. Ok, mỗi mình thằng này này. Enemy ultimate. À, bướm cũng đau nữa. Lạc quan lên em. Hưng Hoàng Đình Quang Na dọn phát lại à anh em. Quả chấm phát lại. Rút lui. Can I kiss the groom yet? Enemy onslaught. Phạm Tú, tập hợp. Our base is under attack. Shut down. Ảo game à? I don't want to get my wedding dress dirty. Cái sai kinh công kìa. Sai bên kinh công xong mới đấy. Nhiệt Nguyễn, đánh hay hết đây. Bắn gãy tay rồi. Bóc công hạt. Nó đông lắm, Mỹ ơi. Không phải. Bò. Na gà quá. Ma gấu còn lên trời nữa. Không ai cứu à? Ma mệt luôn á. Phạm Tú, hay. Mình hết tốc biến mới cày chứ. Thua, không biết có thua không nữa. Lính thôi em ơi. Má để luôn. Pha này lỗi do bạn. Son Farm, to thế chỉ. Ô chết kìa. Đôi chân đôi điều. Cái đủ quá. Thôi xong rồi, xong rồi, xong rồi. Xong rồi. Xong rồi. Số phận đã ăn bài không win nổi. Đấy là toàn lộn lên đủ mà pha đấy lộn lên để bắn. Nhưng mà đéo bắn được. Đúng á, tưởng là thằng thấy thằng gấu lên bên kia tưởng là nó chơi luôn nên là lộn lên là bắn. Đéo hiểu kiểu gì lộn lên không chết cả hai đứa luôn.
Không có không lụt lên thì làm thế đéo nào mà với được giới Kafa đấy mà bắn mày. Thế luôn dạy chơi game nữa mày. Mệt phải đái ra. Xù xoa sầu riêng. Chị chơi có bị giật không chứ em bị văng hai lần rồi, mùa này ảo lắm. Không, không, không. Mượt lắm. Thôi quá đủ rồi. Quá đủ rồi nhá mọi người. Treo like tầm 2-3 tiếng đây anh em ơi. Hôm nay như vậy, ngày hôm nay như vậy là quá đủ rồi. Quá mệt rồi. Bao nhiêu phút nữa nhở? Son Phan Đào, leo chiến tướng lùi rồi em. Nghỉ rồi. Sau mùa này mình chơi mình thấy nó mệt mỏi vãi trưởng ra ấy. Đây cho... Tìm cái like nào mới em. Mới. Để em DSP cho chị. Ôi chị mệt lắm. Quá đớn đau rồi. Chơi game toàn thua ngược thôi. Thề luôn. Cáu với cái đái ra ấy. Chợ nãy may hên... Hên ăn được con gai sơ. Tưởng là không thua chứ cuối cùng vẫn thua. Sơn anh Hồ, nghỉ ngơi đi em ơi. Phải nghỉ ngơi thôi chứ biết sao giờ. Hơi mệt anh em ạ, ngày hôm nay chơi game hơi mệt. Nguyễn Đức Canh, to thế chị. Lý Vicky, chào chị yêu ạ. Thương em và gần em hơn. Chào Lý Vicky nhá. Hello Lý Vicky, mày cứ gắn. Xù xoa sầu riêng, chị ngủ ngon. Đỗ Việt Thanh Dũng, ngày nào like cũng hơn 9 tiếng không mệt à em. Hồ Bá Việt, hi lu em. Hello Tạ Văn Biên, hello Nguyễn Trâm Ninh nhá. Hello mọi người. Anh Google, bắt đầu đọc bình luận. Cải chào, chúc chị like vui vẻ. Cảm ơn Cải Bắp nha, chào Vũ Minh Thuận, Hồ chào Linh Ruby, chào Trần Văn Út nha. Rồi Đài Văn. Chào Hà Thị Phương nha, hello Đức Quỳ. Hello anh Tuấn Ken, hello Trịnh Quân Bảo. Hello Quân. Trời ơi còi, hôm nay đi đơn mọi người ơi. Hưu Tháp, chào em đi ạ. Chào Hữu Thắng nha. Có phải Hữu Thắng nhỏ hay là... mình đọc nhầm ta. Chào đồng quân đoàn nha, hello tuyển Dubai. Có nên đi Grab không mọi người? Cơ hội để đi Grab rồi. Quên chụp cái hình được bé lại. Hello chị. Chào Nguyễn Quốc Triệu nha, hello Nguyễn Quốc Triệu. Hello mọi người, mình Triệu đây. Lâu lắm rồi mới được chơi Grab anh em ơi. Hòa An, hello sao chị. Lại mất phần cứng rồi, vẫn còn phần cứng mà. Chào Hùng hay Dỗi nhá. Kim Khương, hello chị. Chào Kim Khương nhá. Cuộc sống đâu lường trước điều gì. Chào Lò Đức Mạnh nhá, chào Panh Púc nhá, chào Đào Văn Tú nhá. Võ Minh Kiệt, chúc chị buổi tối vui tình vẻ. Tình yêu có thể đến rồi đi. Đức, mọi người tối nay không đi đâu à, mặt cười rất nước. Chào bố nha, con chào bố nha. Hello bố. Chào Phạm Nhân Thứ 8, mọi người mua ạc truy cập vào link nhé mọi người ơi. Mình đang có link shop riêng rồi nhá. Chào tuyển Dubai nhá, hello tuyển Dubai. Mua ạc ủng hộ Vũ Minh Ngọc đi nào. Hello Lệ Uyên, Ngọc xinh gái. Hello gái. Chị. Chào Lệ Uyên nhá. Có Nguyễn Như Sa 35 sao nhá, link shop mình ghi ở dưới nhá bạn nhá.
Chào Lưu Phát Đạt. Chào Bùi Cao Thái nhá, like đến mấy giờ, like còn lâu lắm mọi người ơi. Dạo này mình chăm chỉ lắm, dạo này đâu có lười đâu mà. Tự nhiên nói cho Huy Hữu fan cứng nè, thế thì giả đi, tuyển không muốn thì giả đi. Chị ăn gì xinh thế? Chuyện công thanh nhá. Ăn cứt nha. một cái cầu nói chung là nó cũng khen thôi, nhưng mà hỏi khen thì khen người ta luôn, là sao chị xinh thế, chị ăn gì xinh thế, giờ ăn gì cho xinh, thể giờ Võ biết ăn gì cho xinh thì chào thôi. Chị nha, chào Hoàng Trần nhá, chào Hồng Lương nhá, ai cũng xinh rồi, đang nạp thử à, trong shop của mình là có cả nạp game với cả ăn củ cải, cả gì nhỉ, cả bán ạc đó mọi người, có cả nạp game nữa. Vãi cả, trời, mấy thằng này bậy bạ thật sự luôn á, quá bậy bạ luôn, làm ơn đừng vấy bẩn cái tâm hồn trong trắng của Vũ Minh Ngọc nữa thay. Chào Công Hoàng nhá, mọi người xem like cho mình xin là thích like, mọi người chào Triệu Phan nhá. Sao lại chị mõm cái thằng Hùng này, Thiên Minh mõm miếng nào đâu, hôm nay đi bột mình đi lên chiến tướng, ok cho anh em thấy luôn. Nguyễn Như Sa có hỗ trợ nạp qua ATM không? Hỗ trợ nạp qua ATM à? Nạp qua ATM là sao mọi người? Ấn vào chỗ nạp đó mọi người. Sẽ tự động nạp cho mọi người. Đi ăn chỗ ăn cắp đi mọi người. Siêu sao rồi bà con CCC. Phải đi ăn chỗ thôi. Trần Hoàng Khải, biết kéo gra không con? Bố yên tâm đi, con đánh con này ghê lắm. Tuy là con thua bố nhưng mà con vẫn ghê bố ạ. Úi dồi ôi, 30 thẳng xuống dưới này để làm bản cái tông dấu tên. Ngọc đã trắng rồi thì đổi đèn màu xanh hay hồng đi, nhìn lóa mắt quá anh em chả rõ gì. Triệu Văn qua đây. Vợ Ngọc non lắm. Ok, tay bị tật rồi mọi người. Triệu Văn chán với cả đái ra ấy. Ok, Sam thì hò, chơi vào đây. Cái shop tìm hết Google không chơi ra. Chơi nó đi, chơi nó mặt đi. Mặt cười chảy nước. Ok, tóc bén kìa. Ấn vào link là được mà. Ok, link ở đó đó. Link đang ghi ở đó, mọi người ấn vào link là ra mà. Sao lại phải tìm Google làm gì cho nó mệt người ra. Thiên Minh, chào anh cay ngốc. Hay lắm bạn ơi. Trần Hoàng Khải, tí xin chơi 23 trận tại mai làm lại rồi. Kệ bố, con không chơi với bố đâu, không xin đâu, con không chơi với bố đâu. Cần hỗ trợ. Lương Quốc Dũng, kìa. Đồng đánh chung được không? Không trúng kìa. Trai họ Bùi, chào em yêu. Chào họ Bùi nhá. Thể cứ thấy pick rác là pick Văn Heo, mình ghét Văn Heo quá trưởng. Ô. Oh, thanh tẩy mất thanh tẩy. Rồi bao nhiêu đau thương Vũ Ngọc chịu hết. Phan Thức kéo như chị đi móc bọc cho lành. Ao bờ nhây. Hoàng Nam Hoàng, mặc gì áo xinh em quá. Đấy là chị nhả cho team bạn thôi, đằng nào chị chẳng phải win. Một tờ phổi nhai, đã một keyword à, nhanh thế. Anh Google đọc bình luận dùm đi mà. Đằng nào mà chả phải win, ôi lại 2 kill, ôi thôi, tí nó xanh lên thì. Thôi, xin vĩnh biệt cụ. Hoàng Nam nào, cơ hội phản công, Vũ Minh Ngọc làm hết rồi. Trần Hoàng Khải, con kéo tật nguyền thế con, mặt cười chảy nước. Con kéo như thế bố còn chê nữa, bố làm người đi bố. Ai à? Hân Hà, nói 18 plus bạn đi em. Bạn Văn Hùng. Xin đấy. À mình đi ở rác, mình không thích đi Văn Heo thế nào luôn. Thang Lơ Đình, Ngọc quê ở đâu vậy? Quê ở Việt Nam, đang ở bên Mỹ mọi người, mình quê ở Việt Nam. Hút cái gì mà hút, ai nhở chỉ kéo đều thật. Ao bờ nhây hết rồi con không chết à? Nhờn với ai
Bạn nhầm với tôi á, tôi đánh con này ghê lắm. Nhìn xác bò kìa. Ê, Trần Hoàng Khải, chết chồng giá. Như vậy kỳ quá bay. Kỳ gì bố, sao lại kỳ, sao bố lại bảo kỳ ai nhở? Đông quân, thua trời sớm đi chị. Ôi, hy sinh làm việc cái tội rồi, lại còn Vena bay rủng nữa. Ôi, hút sai bên, ôi, hút sai bên, hút sai bên, hút sai bên, hút sai bên. Y nhỏ, chào chị yêu, yêu yêu xương xương. Y nhỏ nhá, nhìn cái thằng Triệu Vân kìa, nhìn thằng Triệu Vân kìa, thằng Triệu Vân cút mẹ mày đi. Trần Vũ, shop em bán thuốc nhỏ mắt không chứ đau mắt quá. Chiêu. Ba thằng tật nguyền. Đâu rồi, đâu rồi. Xin Tuấn Thành. Crack này kéo uy tín quá. Mặt ôi cười thích mắt. Ôi ôi, lại chả uy tín nữa. Ok, cái con bò này sao nó đống đau thế mọi người. Hải Nguyễn, à, bò có này bò ăn thịt người cho à? Chị có tí lộc. Trời ơi, là trời. Đợi thằng AD nữa, AD nó đéo ra bị bò giết anh em ạ. Ma, à, cuộc đời nữa. Ăn được con rồng này. Không được nóng CSJJ ơi. Còn không ăn được nữa. Khổ lắm mọi người, chơi game cứ thế thôi. Cứ phải làm hết thôi. Lên thị chán lắm, đồng đội chán lắm. Rồi người đâu đó sẽ chào chị yêu ạ. Thương em và gần em hơn. Chào đi Vicky nhá. Hello đi Vicky, mày cứ ăn đi, mày không phải lo à. Núp cái rẻ. Bạn muốn núp với tôi á. Hello chị nha. Trần Hoàng Khải, con có yêu bố không? Mặt cười chảy nước. Cút đi bố ơi, ai nhỉ mọi người? Ai đánh con này uy tín đấy nhở? Ai đánh con này uy tín đấy nhở? Ai kéo mà uy tín thế? Trời ơi. Ai kéo mà uy tín thế nhở? Ai nhở? Uy tín quá, uy tín quá. Trời ơi, sao Vũ Bích Ngọc lại có thể chơi crack hay như vậy? Công Lâm, thật không là tin được. Em quá thích chị rồi, phải làm sao, phải làm sao. Thôi đi ông cóc. Khi mình kéo quá hay rồi, phải làm sao, phải làm sao. Phải làm sao, phải làm sao đây. Đánh ghê quá, đánh ghê quá. Đánh ghê quá, phải làm sao anh em ơi. Phải làm sao để bớt hay lại. Trần Hoàng Khải, thấy con mất tương tác lắm rồi nha. Mà tương tác thì sao, mình vẫn còn sống thì mình lấy lại tương tác thôi, có chết đâu mà lo lắng đâu mọi người. Ôi trời ơi, ôi tao không, tao không kịp. Tật nguyền ơi, tật nguyền rồi. Đâu ơi, làm người đi, mình bị tật nguyền rồi mọi người ơi, mình bị khuyết tật rồi. Kéo thêm nha. Các bạn cứ yên tâm đi, các bạn cứ tin ở mình. Các bạn cứ tin ở mình. Ô, chạy nhanh thế. Ô, lên, ra đây, ra đây. Không dám ra, không dám ra, sợ lắm. Lại phải ban cho mất tương tác thôi. Làm người đi. Sợ nhở, thấy mình yếu máu, thấy mình sợ không dám ăn mọi người. Uy lực lắm. Chùm cái map này ổi. Giờ cũng nhọc là chùm cái map này ổi. Ồ, bướm cắn đau đấy. Ồ. Đông Blue, kéo bị tật à? Ồ. Ồ. Ồ, bạn ơi, bãi kéo bị tật. Trời, phải nhả cho team bạn một chút chứ. Đánh ghê quá, team bạn không nghe hay sao? Thôi, từ từ đi chúng mày. Tao cảm thấy không an toàn, tao đi về đây. Cảm thấy bất an lắm. Vi Phan, Hy Ngọc Nha. Chào Vi Phan nhá. Kiếm hiệp tình, một phát lại anh. Tiêu. Xin đấy. Ăn mục tiêu đi. Chán lắm, chơi game cứ phải dạy đồng đội mọi người. Chào Bình Jimmy nhá, alo Bình Jimmy. Bình Jimmy. Khổ lắm. Alo, alo team body. Đi đơn thôi bạn ơi.
Cô bạn nhảy với ai? Bạn nhảy với tôi á. Tôi ở đây, bạn nhảy vào bạn dở rồi. Bạn dở rồi, bạn dở lắm. Nguyễn Hoàng Sang, cho cam thấp xuống tí em. Tôi ở đây mà bạn dám nhảy vào đấy là bạn giỏi ơi. Ra mặt to đây. Bà già búp bẩn ừa. Phải sớm búp bẩn. Nào. Bơi hết vào đây. Bơi hết vào đây đi. Làm ơn. Làm ơn đi. Ô ô. Tí chết luôn mà. Phùng Văn Thuật, chị nhọc đấm nhau không chị nhọc. Thể hiện với ai? Mình hút 30 thằng ở trong trụ luôn này các bạn ơi. Ok không? Sao các bạn lại sợ chết? Ui dồi ôi, tự nhiên hai ông kênh này đi xuống đây nữa. Em xinh quá cho anh làm quen với. Làm người đi. Cho em đi lẻ Trần nữa. Hoàng Khải, cho bố chơi đi, đợi từ sáng giờ buồn lắm năn nỉ con xinh gái. Kệ bố. Không có năn nỉ gì cả, bố nhiều sao lắm con không chơi đâu. Đi đơn cho nó dễ lên thôi. Khi mình quá thích cậu rồi, phải làm sao, phải làm sao. Ok à? Con mẹ bò sao này nhanh vậy? Phu Nhung, nào. Uống bia đi xe. Thôi làm người đi, sợ lắm. Người không có bia rượu gì cả. Hư người ra. Người nó không với chất kích thích anh em. Làm gì á, làm gì á. Ok á. Thật không thể tin rồi. Đi đơn khó lên vãi cả loèn. Xoan thi hò, Ngọc ôi anh yêu em. Ơ sao kéo không được mọi người. Sao vậy? Tại sao vậy? Ok. Thằng AD còn không lên đây nữa. Mẹ AD đi theo tao dùng cái cứ loang qua loang quăng để luôn á. Thiên Su, kéo em với chị. AD cứ loang quăng rồi chịu buồn. Bé lò, hello Ngọc. Đùa. Chan Chan, hello Bích Ngọc. Chào Chan Chan nhá, mày đùa tao à? Nào chịu hết một tí cái sát thương rồi. Chịu hết một tí cái sát thương rồi bạn ơi. Trần Hoàng Khải, bố chơi còn có 5 sao thôi, con vào xem đi. Thằng này chạy chứ. Mẹ nó thể luôn á. Mình đứng mình ke nó chạy thôi, 5 sao vẫn nhiều. Thật là không tin tưởng được bố con thằng nào mà. Kiên Đỗ, gà vãi cả lìn. Xin đấy, gà. Gà, ngu. Ok chưa? Chọn phòng nhá. Mà tìm cứ lòng qua lòng quăng đi lẻ. Không cày váy cả cút ra mấy cái này. Thề luôn á. Hưng Nguyễn, hello chi. Sao Hưng Nguyễn nhỉ? Làm ơn đi. Không nhớ làm tên. Ơn đi, ăn Kaiser đi, đừng cố đẩy nữa. Trần Hoàng Khải, con có công nhận bố kéo Grag non hơn con không? Đương nhiên là non hơn rồi, cái lổn má đừng có đuổi nữa, mấy thằng lồn. Ăn Kaiser đi. MV đi HD, lưu phát lại cho đủ giờ à. Vo Cảnh, lên phân phép kéo cho đã. Mẹ mấy thằng này thề luôn á. Đuổi xong mà tí thì chết. Nhìn cáu với Đỗ Công Danh, cho hỏi anh ẹp đang trốn ở đâu rồi. Alo. Hát Adam Under, solo đi chị.
Solo gì, em làm người đi em, chị đang leo danh mà em. Rồi mày hết trêu rồi đấy. Như rồng, trần sau đánh công. Alo, alo. Đỗ Thanh Lâm, chán vai chị ăn gì xinh gái thế? Nữ à? Công ty tật quá anh em ơi. Không đẩy được tí nó phun đồ nó win ngược ạ. À. Anh con, chị chào em chưa? Seiya chưa xuất hiện. Ô, đừng có lật kèo nhé bạn ơi, bạn không lật kèo được đâu. Có mình ở đây. Hậu Lương, xin nhờ chị nay vào muộn. Hậu Lương nhá, alo Hậu Lương. Thằng đầu bìu này chạy nhanh nhé. Hay rồi, hay rồi. Đội ăn cay sơ nữa thôi. Cây đổ ngang đường, lên CT chưa Ngọc xinh gái. Chưa, mọi người ạc này chưa lên cao thủ. Mình đang cày lại. À kia lên cao thủ rồi, ạc này chơi chơi lên cao thủ được. Nào. Con rơi kìa. Thằng này vội thế. Việt Tôm, hello vợ Ngọc. Chào Việt Tôm nhá, đẩy lính lên đã. Anh Bắc Giang, hello em y. Ôi bạn ơi. Ê, sao mình lại bị đứng im thế nhở? Hậu Lương, lên chiến tướng chứ cao thủ làm gì? Thì lên cao thủ kìa. Bò cân ba, bò ăn thịt người, bò muốn cân ba. Bò muốn cân ba, alo. Ôi lại phải win anh em ơi. Cái trò này nó không cây vào đổ luôn. Ngang đường, không cho anh em leo cùng gì lẻ quá. Cho anh em leo cùng gánh anh em không nổ luôn. Sệ giái, à đâu, hình như có giái đâu. Nói chị. hơi bậy bạ chút anh em thông cảm nhé, mồm này bị tật rồi. Win chuyện gì nữa. Thề luôn á, cứ phải dục tim thôi không á. Nó cứ đi quanh, nó đi giết người. Đỗ nó không thèm đẩy trụ cay. Chị bán thuốc hồi trinh hồng. Làm người đi em ơi. Chịch choạc như gà xong đòi hồi trinh. Xin đấy. 66 điểm à. Cố gắng nếu mà được chơi Grab nhiều thì mình lại cày top Việt Nam Grab bên này thôi, nick này thôi. Thuận bá ra Hưng nhá. Trần Tiến Dũng nó bị tật. Gánh sệ hết rú. Chào gọi nắng nhá. Em quên theo sau mất rồi. Hello Vũ Khánh Lộc. Chị Google bắt đầu đọc bình luận. Đau họng quá mọi người ơi. Chào Phạm Gia Huy nhá, hello Hùng. Trung Hiếu, gì thế bà cóc? Gì trời. Sao là sao? Ô. Hello Trọng Hùng nhá, hello Mỹ nhá, hello Công Thành. Cường 9, gà gáy rồi ngủ đi thôi. Công Thành, chào em M. Chào Công Thành nhá, chào mày tao. Mày tao với ai không thành? Là Dương Tiến Trung nhá. Tao lại nhìn tốt.
Lô Đào Phi Hùng nhá, lâu lắm rồi mới thấy Đào Phi Hùng. Duy Khánh, Hi Chỉ. Là Duy Khánh nhá. Ở mấy ông nhìn sao, mấy ông kêu nhìn nhìn tục là sao? Tục là như nào mấy ông? Quá đến đâu luôn á. Đây để tóc này như gái Nhật à? Ghê trời. Hôm nay live sáng một hôm mọi người ơi. Nguyễn Sơn Trường, loa mấy chục cụ chất lắm. Quá đớn đầu. Chào Nguyễn Ngọc Quân nhá. Chào Lê Đức Toàn, chào Vũ Phạm nhá. Phạm Vũ. Tóc đẹp đấy giữ nguyên nhá. Đình Hiếu, các bạn lo học bài đi. Quá đớn đau. Hôm nay chủ nhật mà, hôm nay mình biết là mọi người được nghỉ. Hôm nay mình biết là nhiều người được nghỉ học cho nên là mình live buổi sáng đó. Cái gì tối qua chị tiệt lắm, đủ mà làm con người đi. Tầm mấy mình 205 nhá mọi người nhá. Hôm nay được nghỉ học mọi người ơi. Bình thường là đời bắt đầu sống là phải hello, chào nè, chúc bạn xem livestream vui vẻ nhé. Chào đời nè nhá, bình thường là buổi sáng bận đi học nên là không có live được. Đó, hôm nay chủ nhật. Được nghỉ nên là ở nhà live buổi sáng luôn. Hello Tuấn Anh nhá, hello đời nè. Duy Cá, tâm hồn em vãi cả lìn vậy. Chào Diệp nhá. Thì em lên chứ. Ok. Chào Trung Văn Đoàn nhá. Đi đâu không bây giờ? Hello tất cả anh em. Đời mọi người nè, xem like cho chị mình xinh xin quá. Lật thích like nhá mọi người ơi. Cảm ơn đời nhá, cảm ơn đời nè nhá. Xong để tên mà lại để là đời nè em. U là trời luôn. Chỉnh lại cái cam cái web à cái Mai Vân ra quả rèm chắn bùn của chị có đỏ không à? Cái gì? Quả rèm chắn bùn của chị có đỏ không là cái gì? Là cái gì em? Để mình chỉnh cái này lại mọi người. Chảy nhiều kiểu gì mọi hôm nó bình thường mà sao nó to thế? Ôi dồi ôi luôn á. Nguyễn Sơn Trường, thôi vào game thôi, hôm nay chuẩn bị keo 502 nhỏ mắt rồi hi hi. Vãi, coi thường à? Cứ từ từ, cứ bình tĩnh như nó nhất chung nhá. Cho anh em thêm 2 phút để anh em vào game sẵn đợi mình này. Mọi người xem like mình xin là thích like Đặng đi, Đình Phong ơi. Hello Von Đĩ Google thì em. Cái gì thằng Vũ Văn Nam nó cái đéo dưới Vũ Văn Nam. Ra đảo nhá. Thôi team 3 thôi em, không đi team 5 đâu. Anh em xem like mình xin là thích like nhá anh em ơi. Dũng Trần, vô đi chị. Tối qua có đi rước đèn không? Rước cái gì? Tối hôm qua nằm ở nhà chơi game nhưng mà nghĩ trung thu các ông cháu chắc đi cháy phố hết rồi nên là thôi không like đâu. Đang thì ốm, đang thì đau họng đây này, mọi người không nghe thấy à? Giọng của mình nó bị khác rồi. Cái gì mà like tài xỉu Công Thành, chị làm like tài đi. Xỉu đi chị. Tin đây. Theo Vũ Trần nhá, cảm ơn Vũ Trần nhá. Người không ra người còn tài xỉu nữa. Đạt Thịnh, mồm đang đẹp tự nhiên em, lại đi sửa nhìn mét đẹp. Nhiều không thấy chị xem lại ý chứ. Thế chắc là nhiều khi chị không để ý á em. Nại này Hiếu Múa Lửa. Hiếu Múa Lửa với con bài Thên. Hello Gam Minh Tú nhá. Chị nằm bao nhiêu mình 2k5 nhá mọi người ơi. Cái đủ mà thằng Công Thành spam nữa là cho Công Thành đi chạy chơi với khỉ luôn nhá Công Thành nhá. Đừng có nhờn nhá, cảm Nhật Nam 75 sao nhá. Cái gì lại nhạc lo phi nghe Đào Phi Hùng hay 2k5 nhờ. 2k5 mà chơi 2k5 mà. It's your turn to ban. 2k5 mà mọi người. Hương Seri, hello chị yêu. Chào Huỳnh Văn Kế nhở, lâu quan trung nhở. Mai Vân ra, quả rèm chắn bùn của chị có độ không à?
Hải giang hồ ơi. Bạn Hải, bạn đừng cấm người rác của mình nhé bạn ơi. Ok bạn Hải. Opponent's turn to pick. Làm sợ mở kéo ngay sợ người rác anh em nhỏ. Nhìn nét đẹp. 95 giờ 2K5. 2K5 đấy. Đạt.